hạnh thành tựu vô tận sức đại oai đức hàng phục bán vì người được đầy đủ thức uống ngon thì nói pháp cho họ nghe khiến cho họ xả lìa ái trước đối với sinh tử nhập vào vị phật pháp vì người được đủ thứ các thượng vị thì nói pháp cho họ nghe đều khiến cho họ đắc được tướng thượng vị của chư phật như lai vì người được đầy đủ xe cộ thì diễn nói đủ thứ pháp môn cho họ nghe đều khiến cho họ được ngồi xe đại thừa vì người được đầy đủ y phục thì nói pháp cho họ nghe khiến cho họ được y hổ thẹn thanh tịnh cho đến diệu sắc thanh tịnh của như lai Tất cả đều được đầy đủ như vậy, sau đó đều vì người cần nói Pháp mà nói Pháp. Họ nghe Pháp rồi đều trở về chỗ cũ. Bây giờ, cư sĩ Minh Trí vì thiện tài đồng tử thị hiện cảnh giới Bồ Tát giải thoát không thể nghĩ bàn, rồi bảo rằng thiện nam tử ta chỉ biết môn giải thoát tùy ý sinh ra phước đức tạng này như các đại bồ tát thành tựu tay báu che khắp tất cả cõi nước mười phương dùng sức tự tại khắp mưa tất cả đồ tư xanh đó là mưa báu đủ thứ màu anh lạc đủ thứ màu mũ báu đủ thứ màu y phục đủ thứ màu âm nhạc đủ thứ màu hoa đủ thứ màu hương đủ thứ màu, hương bột đủ thứ màu, hương đốt đủ thứ màu, lọng báu đủ thứ màu, tràng phan báu đủ thứ màu, để khắp tất cả chỗ ở của chúng sinh và các đạo tràng chúng hội của Như Lai, hoặc dùng để thành thục tất cả chúng sinh, hoặc dùng để cúng dường tất cả chư Phật, mà ta làm sao biết được, nói được các công đức thần lực tự tại đó. Thiện Nam Tử ở hướng Nam này có một thành tên là Sư Tử Cung, trong thành đó có vị trường giả tên là Pháp Bảo Kế. Người hãy đi đến đó hỏi, Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát Hạnh tu Bồ Tát Đạo? Bấy giờ thiện tài đồng tử hoan hỉ vui mừng cung kính tôn trọng, như đệ tử lễ nghĩ như vậy nhờ vị cư sĩ này hội niệm tôi khiến cho tôi thấy được đạo nhất thiết trí không ngừng thương nhớ gặp được thiện tri thức chẳng hoại tâm tôn trọng thiện tri thức thường hay tùy thuận lời dạy của thiện tri thức quyết định tin sâu lời thiện tri thức luôn phát thâm tâm phụng sự thiện tri thức đảnh lễ cư sĩ minh trí đi nhiễu vô lượng vòng ân cần chiêm ngưỡng rồi từ tạ mà đi